Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tun Kể. Và sau khi tham gia ở season 1 thì Long Chun đã nhận về rất nhiều những phản hồi tích cực. Nên là ngày hôm nay thì Tun quyết định là sẽ mời Long Chun tham gia thêm một số nữa với chủ đề là cách để chữa lành tổn thương khi tình yêu tan vỡ. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau đắp chăn lên giường đi ngủ thôi nào. Không biết là đây là lần thứ bao nhiêu mà anh đã tham gia những chương trình để nói về tình yêu rồi? Thực sự thì để mà nói đúng ra là nói về tình yêu thì chưa bao giờ anh tham gia một cái talk show hay một cái chương trình nào để mà có thể chia sẻ được những vấn đề này. Bởi vì là mọi người nhìn mình thì mọi người cứ nghĩ là mình cứ nhởn nhơ vậy thôi. Nhưng mà thực sự thì Long Chun là một cái người mà khá là phức tạp trong cái chuyện tình yêu. Đó, cho nên là ngày hôm nay rất vui khi mà có cơ hội ngồi đây chia sẻ để mà cho mọi người cùng nghe về cái câu chuyện của mình. Tức là đây coi như là một lần chính thức đầu tiên chia sẻ về tình yêu. Thế thì anh nói rằng là anh là một người rất là phức tạp trong tình yêu. Thế thì đến thời điểm hiện tại thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Và đã bao nhiêu lần đi qua đổ vỡ rồi? Đến nay là chính thức. Tại sao Long phải dùng từ chính thức? Bởi vì là đôi khi cảm xúc của mình á, nó bị lẫn lộn và nó không có thể đưa được ra để mà mình quyết định đó là một cái mối tình trọn vẹn. Thì Long phải nói cái từ chính thức là mình đến nay thì mình có 4 mối tình tất cả, tính cả mối tình đang ở hiện tại. Tức là đã trải qua 3 lần đổ vỡ, 3 lần chia tay. Và hiện tại thì đang có một mối tình, tức là tình yêu rất là êm đẹp. Thật ra hỏi tới tôi chứ mình cũng biết là anh ấy đang yêu ai và mối tình của anh ấy rất là đẹp đấy mọi người ạ. Và là một người mà cũng yêu nhiều và cũng đã đổ vỡ rồi và cũng rất là đang hạnh phúc. Thế thì đối với Long Chun thì tình yêu đã tạo cảm hứng cho Long như thế nào trong cuộc sống cũng như là trong công việc? Đối với Long Chun ấy, tình yêu ấy, nó như là một liều thuốc ấy. Nó như là một cái dạng chất kích thích vậy ấy. Khi mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cảm giác mới mẻ, sự hưng phấn, sự vui vẻ. Nhưng mà tác dụng phụ nó cũng có rất là nhiều. Nó cũng đem lại cho chúng ta những đau buồn, những giọt nước mắt, những lần tổn thương, những lần cảm thấy như kiểu cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Nói chung là tình yêu là một cái gì đấy mà nó rất là nhiều cảm giác, về cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Cho nên là đối với Long thì Long cũng không có một cái gì rõ ràng để định nghĩa là tình yêu nó là như thế nào cả. Mình chỉ biết là nó là một cái trạng thái mà đem cho người ta rất nhiều những cung bậc của cảm xúc. Thế thì tình yêu trong công việc nó đã giúp anh có những cảm hứng như thế nào? Ví dụ như kiểu là nó có giúp anh có thêm nhiều ý tưởng hơn để có thể làm clip không? Thời điểm này thì khi mà nhìn lại mọi thứ thì nó có. Nhưng mà tại thời điểm mình đang đắm chìm trong tình yêu thì xin lỗi mọi người, tất cả mọi thứ nó không hề quan trọng. Quan trọng nhất là tình yêu của mình. Và Long nghĩ là ít nhất một lần trong đời ai cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác yêu điên cuồng, yêu đập đầu, yêu mà cảm giác như cả thế giới này không cần một ai cả, chỉ cần cái tình yêu, chỉ cần có hai người bên cạnh nhau, yêu nhau, lo lắng, chăm sóc cho nhau và ngồi nhìn nhau cả ngày thôi là đủ. Không biết mọi người có giống mình không, nhưng đối với mình đã từng có một tình yêu như vậy. Đó, thế thì khi mà mình đi qua một mối tình tan vỡ ấy, thì mình đầu tiên là nhận về tổn thương. Nhưng mà em nghĩ rằng là mình cũng được nhiều, trưởng thành hơn, hiểu về bản thân của mình hơn, cũng hiểu về tình yêu hơn và hiểu như thế nào để yêu đúng cách hơn. Thế thì với Long Chun, Long Chun đã được gì sau những cái mối tình mà mình đổ vỡ như vậy? Được rất nhiều, được rất là nhiều sau một mối tình đổ vỡ. Khi mà thời gian nó trôi qua đi ấy, mình nhìn nhận lại ấy, bắt đầu mình đặt những cái câu hỏi. Tại sao bản thân mình trong cái thời điểm yêu như thế, mình lại sống cách như vậy? Và với người sau, mình sẽ nhìn thấy những cái khuyết điểm của mình và tại sao mình lại như thế, để mình khắc phục dần những cái điều mà bản thân mình đã tạo ra. Để mà kể chi tiết cho một cái câu chuyện này á, thì là ngày xưa khi mà mình bị cắm sừng, Anh đã từng bị cắm sừng, đang yêu nhau. Long nhớ thời gian đấy là 3 năm 7 tháng yêu nhau. 3 năm 7 tháng nhớ từng ngày từng tháng. Tức là cái mối tình đấy nó đã để lại trong anh một cái nỗi niềm đau đớn khôn nguôi. Và đến tận thời điểm này anh cũng không quên được. Đấy, thời điểm này nói là không quên được thì cũng không đúng. Nhưng mà nó vẫn là một cái điều gì đấy, nó rất là tuổi trẻ, nó rất là yêu đâm đầu, vì yêu cứ đâm đầu đấy. Thế thì cho em hỏi thêm nhé, là cái người mà đã tạo cho anh được cái nỗi đau đấy, người ta là anh yêu xa hay anh yêu gần, anh yêu người Hà Nội hay anh yêu người ở đâu? Thời gian đấy thì anh ở Hà Nội.
và bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì anh có thể kể cái câu chuyện là hai người gặp nhau như thế nào và anh yêu họ như thế nào được không? Tình yêu rất là gà bông, rất là kiểu là tương đối thôi. Gặp nhau ở trên mạng, quen nhau ở trên mạng và cái thời đó là chỉ có webcam thôi. Gặp họ qua webcam thôi, chưa được gặp họ ngoài đời lần nào. Và em có biết không? Cái tình yêu đấy yêu đến mức độ mà anh học đến lớp 10 là anh đi phim, anh bỏ học á. Là không, là chưa tốt nghiệp cấp 3 á. Mà chỉ vì cái động lực tình yêu đó, anh đã phải đi học lại trường bổ túc để anh có bằng cấp 3 và anh thi đậu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh để anh có lý do vào Sài Gòn sinh sống. Vì yêu mà đến. Tức là mình là một người Hà Nội, mình học cấp 3 Hà Nội và vì cái tình yêu qua webcam đấy, mình quyết định là mình sẽ phải đỗ bằng được trường Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh để mình vào Sài Gòn. Cái tình yêu ngày đó nó lớn lắm. Cảm giác như không một giây phút nào, chỉ hở ra một giây phút thôi là mình sẽ gọi điện, mình sẽ thế này thế kia và nói chuyện với nhau được cả một ngày trời, hai ngày trời. Là chuyện rất bình thường, nói liên tục. Cứ có thời gian rảnh là gọi điện cho nhau, là em đang làm gì đấy, là anh đang làm gì vậy. Và nó kéo dài trong khoảng một năm. Yêu xa, không gặp nhau, không biết mặt nhau ngoài đời ra sao, không biết hình dung nhau như thế nào. Mình cũng không hiểu tại sao mà mình lại có thể như thế được. Và cái động lực đến mức độ mà mình phải cố gắng hoàn thành cái chương trình học phổ thông để mình thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Cho nên là mọi người bảo anh là yêu nghề để mà vào là cũng đúng một phần thôi. Nhưng mà cái động lực tình yêu nó tác động mạnh đến mình, đến nỗi mà mình phải đỗ được trường này để mình vào đây và mình sống chung cùng người đó. Và đó chính là cái mối tình 3 năm 7 tháng đó đó. Và sau khi vào thì giữa một cái Sài Gòn hoa lệ như vậy thì hai đứa yêu nhau đắm đuối, yêu nhau tha thiết, yêu nhau mà cảm giác cả thế giới này không còn ai hết, chỉ có mỗi hai người thôi. Trải qua cùng nhau rất nhiều thứ, yêu đúng kiểu thời sinh viên mà hồi đó không có tài chính nhá, không có tiền nhá. Đi ăn là chia đôi nhá. Và cái khoảng thời gian đấy khi mà mình vào Sài Gòn á, mình không có quen biết ai, mình cũng không có người thân. Đấy là cả một cái bầu trời ký ức. Và đấy là người thân duy nhất của mình tại Sài Gòn. Và mình coi đấy như một người gia đình của mình. Đến mức độ mà đi học cũng không tập trung học lắm đâu. Chỉ chăm chăm về nhà, thích nấu cơm này, thích nuôi chó, trồng cây, rồi chăm sóc cho người mình yêu. Rất hạnh phúc, đã từng rất hạnh phúc. Có phải là khi mà con người nó đang ở một cái trạng thái mà thăng hoa của cảm xúc trong tình yêu, và khi họ gặp một cái vấn đề gì đấy thì nó sẽ tạo nên một cái gì đấy gọi là vết thương rất lớn không? Thế lý do tại sao mà cái tình yêu đang đẹp như thế mà nó lại đi tới kết thúc? Cái lúc mà khi mà mới chia tay á, thì anh nghĩ lỗi là do người ta. Anh nghĩ rất nhiều. Tại sao lại quay lưng lại với mình? Tại sao lại phụ bạc cái tình cảm của mình? Bởi vì bạn đó đã có yêu người khác 3 tháng trong khi đó yêu anh mới phát hiện. Đặc thù cái ngành nghề của Long là như này này. Long là diễn viên sân khấu kịch. Nên là khi mà cái học kỳ cuối cùng là anh tốt nghiệp á, anh phải mất 3 tháng để chỉ ngày nào cũng đi tập kịch tốt nghiệp. Và trong 3 cái tháng anh tốt nghiệp đó, và anh biết tin vào hôm anh tốt nghiệp là anh biết tin bạn ấy cắm sừng anh. Cho em hỏi cụ thể hơn là ví dụ cái lúc mà anh đang biết tin như thế thì ai là người thông báo cho anh? Và anh làm gì tiếp theo? Nó tự đến, hiện lên trước mắt và anh nhìn thái độ của người ta. Mình cảm thấy nó có sự khác biệt. Mình cảm thấy cái sự che giấu trong ánh mắt người ta. Và có những cái sự việc nó rất bất thường mà chưa bao giờ mà mình thấy. Long nghĩ đấy cũng là nguyên nhân đó. Khi mà một người ngoại tình nha, thái độ người ta rất là khác. Chỉ cần chúng ta tinh ý một tí chúng ta sẽ thấy cái thái độ đó. Đúng. Mà bản thân mình là người rất nhạy cảm, mình nhìn là mình thấy liền. Và mình thấy là bắt đầu ít ở nhà, hay thích đi đây đi đó, hay ra ngoài giao lưu, hoặc là hay đến nhà một cái người bạn nào đó thường xuyên mà không có mặt của mình. Và mình thấy những cái điều này nó rất là lạ lùng. Và ngay sau trong đêm anh tốt nghiệp, thì mình tốt nghiệp mà, yêu nhau mấy năm thì đêm tốt nghiệp của mình người yêu mình phải đến chứ. Đúng rồi. Và đêm hôm đó người yêu anh đi cùng người yêu mới đến xem anh tốt nghiệp. Và thực sự cái cảm xúc đấy nó rất là khó tả. Và ngay trong đêm hôm đấy thì, tại vì ngoài bạn ấy đi cùng bạn người yêu mới á, thì còn có mấy đứa ở cùng nhà với nhau. Tại sao lại gọi là người yêu mới trong khi đang yêu anh mà? Đấy là người thứ 3 xen vào cuộc tình chứ không phải là người yêu mới. Đã chia tay đâu. Ai mà thừa thãi mới gọi là người thứ 3. Còn ở cái giai đoạn đó thì mình thấy mình là người thứ 3.
là người không được yêu. Không, đúng là người nhưng không mà, được yêu. Cho em hỏi nhá, thường thường thì em thấy rằng là khi mà con người yêu quá nhiều ấy, mà thậm chí rằng là họ yêu đến cái mức mà họ chấp nhận, đến cái mức mà mù quáng tha thứ cho cái người mà họ yêu, kể cả họ ngoại tình, thì trong cái giai đoạn đấy thì Long Chun có quyết định tha thứ hay không, hay là mình một phát là mình buông luôn? Đủ trò luôn. Có nghĩa là đó là một cái cú sốc rất lớn. Và em có biết là anh nghĩ đến đủ mọi trò chỉ để người ta lựa chọn mình mà không lựa chọn bạn đó. Lúc đó mình bị sống trong cái sự là muốn chiến thắng, nhưng thực chất mình đâu có biết mình thua ngay từ lúc đầu rồi. Mình đã thua ngay từ lúc mà cảm xúc bạn ấy quyết định đi yêu người khác rồi, là mình đã thua rồi. Nhưng mình vẫn nghĩ mình có thể thắng được. Và anh vật lộn trong một cái mớ cảm xúc hỗn độn đó, cực kỳ kinh khủng. Nếu mà bây giờ nghĩ lại những cái ngày tháng đó, nó phải gọi là rất stress, rất là kinh khủng. Nãy thì Long có chia sẻ đấy, đấy là người thân duy nhất của mình tại cái mảnh đất này. Em có biết cái cảm giác một người thân duy nhất họ phản bội mình kinh khủng như nào? Chưa tưởng tượng nổi. Và cái câu đầu tiên khi mà anh biết chuyện và anh hỏi bạn ấy là: em đã ngủ với người ta chưa? Thế câu trả lời anh nhận được là gì? Sự im lặng. Ờ, thế chắc chắn là có rồi. Đúng. Không ai, nếu mà chưa thì họ sẽ nói là chưa. Nhưng mà mình nhận lại được sự im lặng. Và lúc đó em có biết anh gần như là anh phát điên. Và không thể còn là chính mình nữa. Xin lỗi mọi người, nói rất là tục. Mẹ mày, con này, mày không được như thế. Mày, tại sao mày đối xử với tao như vậy? Và cái cảm xúc của mình không giữ được bình tĩnh. Anh lấy gối, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đánh bạn ấy rất là nhiều mọi người. Không còn được giữ được bình tĩnh nữa. Ông nghe xong tự nhiên cảm thấy rưng rưng, không phải rưng rưng bịt. Vì thương anh Long một phần nhưng mà cảm thấy rất là ấm ức ấy mọi người ạ. Như kiểu là nó cay. Mình chỉ muốn nói là tại sao có những người người ta có thể tệ đến mức đấy nhỉ? Và trước đó bạn ấy còn dắt cái bạn người yêu mới về nhà và giới thiệu là bạn của bạn ấy, mà anh không hề hay biết. Và anh còn nhớ là bạn ấy nói với anh là: anh ơi, bạn của em á, hôm nay nhà nó tận dưới Bình Dương, nó không có về được, cho nó qua nhà mình ngủ một hôm nha. Và anh với người yêu anh nằm ở giường dưới, bạn ấy nằm giường trên. Cho bạn người yêu mới nằm giường trên. Và đêm là hai bạn ấy cứ nhắn tin cho nhau hoài luôn. Cái chuyện đấy sau này mình mới biết. Bởi vì sau này khi mà anh lục điện thoại của bạn ấy, anh mới biết là cái ngày hôm đó anh nằm ở đây này, người yêu anh nằm ở đây này, và bạn người yêu, tạo gọi là người yêu mới đi nha, nằm ở bên trên. Và bạn người yêu ở nằm ở bên trên, bạn nhắn tin cho bạn là trách tại sao lại đẩy bạn vào cái tình huống là phải nằm trên, bạn ấy muốn nằm ở dưới. Nói về cái chuyện nằm trên nằm dưới chắc là có thể mọi người sẽ hơi hiểu lầm một tí, nhưng ý là tầng trên tầng dưới ngày xưa đi học sinh viên không có tiền là nằm giường tầng nha. Thường thường ấy là nhiều người thứ ba là họ biết, và nhiều người thì họ bị lừa, nhưng đây là cái sự cố tình. Nhưng mà ví dụ kiểu đã là người thứ ba rồi thì đã là không có gì để nói rồi. Nhưng mà đây lại là đến hẳn nhà của người khác, ngủ cùng phòng của người khác và ngủ cùng với người yêu của cái người mà lúc, mình đang ngoại lúc tình. Lúc bạn ấy đến nhà anh là bạn ấy, các bạn, hai bạn ấy đã có những mối quan hệ rồi nhá. Và lúc đó anh vật lộn và anh làm đủ trò luôn. Lúc đấy kiểu như là em biết tâm thần mình không được bình thường ấy. Anh 3 ngày không ăn uống gì và chỉ ở trong phòng thôi, và phải trải qua cảm giác đấy, thực sự nó rất là tệ. Nhưng mà anh còn hỏi người yêu anh là: này, em yêu bạn đấy, tại sao em lại yêu bạn đấy? Đủ bình tĩnh để hỏi câu đấy luôn. Ừ, tại sao em lại yêu bạn đấy mà em không yêu anh nữa? Thì bạn ấy có nói với anh là chắc là bạn ấy cũng sợ anh buồn. Tại vì ở với nhau 3 năm 7 tháng, người ta có phũ phàng thì người ta vẫn sẽ có những cái cảm xúc với mình. Mình không thể nào nói là người ta lật mặt nhanh như vậy được. Thì bạn có nói với anh là: em yêu bạn vì tiền. Chắc là nói để an ủi mình thôi. Và đến mức độ anh còn ghi âm lại cái câu nói đó và anh gửi cho bạn người yêu mới. Và anh bảo: này, nó yêu mày chỉ vì tiền thôi, mày thấy chưa? Nhưng thực sự lúc đó, thật ra người yêu mình chỉ cần lao đến bên người ta giải thích một vài câu là xong mà. Nhưng bản thân mình cứ cố chấp những điều đó rồi không được nữa này. Xong rồi lại bắt đầu dàn cảnh là ý là tự tử này kia. Nhưng mà thực sự hồi đó anh không biết được rằng là mình càng làm như vậy, người ta càng có cái suy nghĩ là: à, tao bỏ mày là đúng rồi. Nhưng mà cho em cắt ngang một tí, anh dàn cảnh tự tử như nào? Cái câu chuyện này kể ra rất là xấu hổ, nhưng mà thực sự lúc đó tâm lý mình không được bình thường nha. Thì ngày xưa ở trong phòng á, từ khi mà anh phát hiện ra một cái là bạn ý ngày nào bạn cũng đi bạn kia luôn. Tức là tao đã bị phát hiện rồi, thế thôi tao làm tới cùng luôn. Và đến một cái mức độ là anh còn cầu xin bạn ấy là đừng chuyển đi, mà coi như là đang ở chung một phòng.
Thì bây giờ cái nhà này nó rất là nhiều phòng, thì em chuyển sang phòng bên kia. Hai đứa ở cùng một phòng, mình sống thế cũng được. Anh chấp nhận sống như thế, chỉ cần là mình đừng có đi mỗi người một nơi, và anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa thôi. Ôi, đấy gọi là yêu mù quáng đấy. Đó, ngu lắm, đần. Thì mình quá yêu như vậy thì ngày nào anh cũng đi theo bạn ấy để nhìn bạn ấy trèo lên xe của bạn kia để đi chơi với nhau. Thậm chí có những đêm không về, và những cái đêm đấy thực sự rất là kinh khủng. Trời, đầu óc mình thì đã là nhạy cảm rồi. Tới lúc đấy mình là người thứ ba. Mình sẽ nghĩ ra rất là nhiều những cái viễn cảnh. Cái việc mà dàn cảnh tự tử là như thế này. Đêm đó anh biết bạn sẽ về, bạn lấy đồ gì đó. Anh giả vờ anh viết vào những cái quyển nhật ký đó. Chắc hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống này kia đó. Tại vì lúc đấy mình chỉ vùng vẫy trong cái sự là mình muốn giật lại người ta thôi. Rồi ngày mai chắc là mình sẽ không còn được sống nữa đâu. Mình sẽ chết. Tạm cảm ơn cuộc đời này kia đó khác ấy. Rồi này kia các thứ. Xong rồi giả vờ mình viết nhật ký, mình giả vờ ngủ. Thì khi mà mình biết mà khi mà bạn vừa mà bắt đầu bạn ló đầu vào phòng một phát là bạn lấy đồ á. Thì anh giả vờ ngủ, và rơi quyển nhật ký. Xong rồi diễn biến như nào, bạn ấy đọc xong bạn ấy có sốc không? Nhảy ra ôm chầm anh không? Thì bạn ấy tiến đến, bạn ấy cũng lấy quyển nhật ký đấy, bạn ấy cũng đọc nha. Đọc xong bạn đi chơi bạn kia tiếp. Cảm giác lúc đấy của em chẳng nghĩ mình chết thật, không chết nổi. Không đủ can đảm để chết, hồi đấy còn kiểu đầu óc nó mông lung lên, điên ấy. Lúc đấy là đầu óc là bị phát điên. Anh mất 6 tháng đó tôi. Anh mất 6 tháng sống như một người điên. Thì em nghĩ rằng là 6 tháng đấy sẽ là một cái quãng thời gian mà anh không bao giờ có thể quên được. Có thể là ở thời điểm lại, có thể là thời điểm hiện tại thì anh hết đau rồi, hết yêu người ta rồi. Bởi vì tình yêu hiện tại nó rất là đẹp, và nó cho anh một cảm giác tự hào. Nhưng mà cái đấy nó là một cái sự, nó đau quá, một cái nỗi đau mà có thể sau này nó lành rồi nhưng nó sẽ còn sẹo chắc chắn. Nói chung là chắc chắn rồi. Và cái ngày đó thì anh nhớ là bởi vì mình không có tiền, cho nên là mình đi làm quán bar. Nên là may quá là ban đêm nó cứ vùi mặt vào quán bar để mà quên đi cái điều đấy. Nhưng mà thực sự là càng làm càng nhớ em. Mọi người có biết cái cảm giác đấy, nó rất là nhớ. Và cảm giác khi mà mình bị động trong tình yêu á, cảm giác mình bị bỏ rơi á, cảm giác người thân duy nhất của mình bỏ rơi mình, và mình rất là tủi thân. Và ngày nào đi làm về là khoảng 2-3 giờ đêm là bắt đầu mới từ quán bar về, thì ngày nào 10 đều như vắt chanh, là ngày nào cũng vừa đi vừa khóc. Khóc rất là nhiều, chưa bao giờ trong cuộc đời mà khóc nhiều như thế. Mà khóc kinh khủng, mà không tâm sự được với ai, bế tắc. Thực sự có những lúc rất là muốn chết, nhưng mà thật ra cái điều mà để chết vì cái chuyện đấy thì anh nghĩ là cũng hồi đó mình không đáng, mà không nghĩ đến nhiều. Mình chỉ dàn cảnh thôi. Và mình thấy sau này tất cả mọi thứ qua đi thì mình thấy nó rất là buồn cười. Nghĩ lại nó rất là, nó cũng là một cái kỷ niệm. Đúng rồi. Thế thì sau cái mối tình mà nó có quá nhiều cái gọi là chướng như thế, và nó rất là, em phải dùng từ chắc là kinh khủng khiếp như thế, thì cái bài học mà anh rút ra được là gì? Cái bài học anh rút ra được đó là nhá, khi mà chúng ta muốn quên đi một ai đó, chúng ta phải thay đổi một cái môi trường sống, thay đổi toàn bộ thói quen. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là môi trường sống, em biết không? Ở cùng Sài Gòn với nhau 3 năm 7 tháng. Đi đâu cũng thấy ngồi với bạn ở đấy. Đi ăn cơm tấm cũng đã từng cái quán mình từng ăn. Em 3 năm nó trôi qua nó rất là lâu. Và đi xem phim thì cũng cái rạp đó. Đi hết đủ các rạp và đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng người đấy. Và thực sự anh phải cảm ơn cuộc đời anh, bởi vì anh dám đưa ra một quyết định là mình quay trở lại Hà Nội. Mình là một người thất bại cả về sự nghiệp lẫn tình yêu tại thời điểm đó. Cái người yêu cũ hiện tại đấy của anh hiện tại nó như nào? Nó có yêu cái người mà đã, vẫn đang yêu cái người mà cùng cắm sừng anh không? Hay là cũng đã chia tay từ lâu rồi? Thật ra cái này thì đến thời điểm hiện tại thì anh cũng không biết chính xác là bạn ấy như nào. Bởi vì sau khi mà một thời gian dài vượt qua được tất cả những cái điều đấy rồi á, thì cũng có nghe phong phanh người này kể người kia kể, nhưng thực sự những cái thông tin đó thực sự nó không có được xác thực. Và kiểu như mình cũng không còn quá bận tâm về cái vấn đề đó nữa rồi. 6 tháng đầu tiên rất bận tâm, chỉ mong chúng nó chia tay đi các kiểu, và anh làm đủ trò luôn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cảm thấy là thực sự mình đã quên được rồi, cho nên là mình cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Và mình không còn quan tâm là họ còn yêu nhau hay không, hay là họ không sống được với nhau, mình cũng không hả hê nếu như họ chia tay nữa rồi. Bởi vì rõ ràng là mỗi người có một cuộc sống riêng rồi. Đúng. Mình cũng đã lớn mà trưởng thành rồi. Và rõ ràng nếu như không có ngày hôm đấy thì không có ngày hôm nay mình ngồi ở đây. Quay lại một tí nhé. Đừng có trách người ta quá. Nếu mà mọi người nghe câu chuyện này chắc là mọi người sẽ rất là chăng trách bạn đấy.
Nhưng nguyên nhân của tất cả mọi chuyện á, nó là do bản thân mình. Lý do tại sao mà anh lại nghĩ là nguyên nhân là do bản thân anh? Bởi vì sau một cái khoảng thời gian mình bắt đầu mình nhìn lại mọi chuyện với một cái tâm thế là bình tĩnh hơn, thì mình nhìn nó ở góc độ khác. Khi mà như anh nói đó, khi mà anh chia tay ấy, anh bảo là tất cả là tại mày, mày là thằng chó, mày là thằng khốn nạn, mày là như này, mày cắm sừng tao, tao tốt với mày như thế mà như thế kia, là cái thời điểm mình mới chia tay. Nhưng sau khi nhìn lại hết mọi chuyện á, bản thân mình phải hỏi là tại sao bạn lại làm như vậy. Đương nhiên không cổ suý cho việc cắm sừng là cái điều tốt. Không bao giờ được cắm sừng người yêu. Đúng. Chứ không phải cổ cái suý sai, hay không. Cái sai của bạn ấy á là bởi vì bạn ấy cắm sừng mình. Nhưng cái sai của bản thân mình ấy là bởi vì anh sống với anh quá mệt mỏi. Sống với một người quá nguyên tắc. Tôn ở cùng anh, Tôn cũng biết anh có những cái nguyên tắc nó rất là buồn cười. Một người quá nguyên tắc, một người quá khó tính, một người đòi hỏi cái sự quy chuẩn như thế này, em phải như thế này, em phải như thế kia, rất là gia trưởng, rất là hay khó tính, rất là hay cằn nhằn, chuyện gì cũng cằn nhằn, chuyện gì cũng đè đầu ra. Anh cảm thấy ở với một kẻ, ở với Long Chun cái thời điểm đấy nó rất là mệt. Và sau này anh nhìn nhận lại được mọi thứ như thế là bạn ấy đã chịu đựng cái điều đấy trong một thời gian rất dài. Thật ra một năm rưỡi đầu, hai năm đầu bọn anh rất hạnh phúc. Nhưng mà có một điều này muốn chia sẻ là khoảng một năm cuối trước khi chia tay á, là nguyên một năm đó cũng nhiều vấn đề xảy ra đúng không? Cãi nhau rồi thì cái này không biết là có lấy lên được không, nhưng mà cứ nói nhá. Thì nguyên một hai năm đầu rất hạnh phúc, nhưng mà một cái năm trước chia tay á, là nguyên một năm đó không có quan hệ tình dục. Thế coi như là ở với nhau trên danh nghĩa là người yêu thôi. Có cảm giác không còn không phải là người yêu nữa rồi. Đúng. Cho nên cái cảm giác rằng xé của anh lúc bị người ta cắm sừng á, thật ra đấy không phải là cảm giác vẫn còn yêu người ta đâu, mà là cảm giác bị thua cuộc. Bị thua cuộc và cái bị động. Bị động. Và cái thứ hai rằng là cái thói quen của mình và cái người đang ở bên cạnh mình tự nhiên nó lại thuộc về một ai đấy khác, thì nó cũng là cảm giác mất mát đúng không? Rõ ràng là nếu như mà tại thời điểm đấy đi, anh gặp được một người anh yêu hơn đi, mà anh chia tay bạn đấy, anh đến với người đấy, thì mọi chuyện nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là gì? Mình bị động, mình bị cắm sừng, cho nên là cái lúc đấy á, mình cảm thấy mình bị thua, mình phải thắng, mình phải thắng. Và cái điều đấy nó giằng xé con người mình rất là nhiều. Và thực sự thôi, kinh khủng lắm. Nói chung là còn rất là nhiều những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà nó nói chung là nó là một cái khoảng thời gian rất kinh khủng, rất đau đớn. Cái cảm giác bị phản bội là vô cùng đau đớn và vô cùng đau khổ, tổn thương rất là nhiều. Thật ra là nếu như mà vừa nghe câu chuyện theo hai chiều hướng thì mình thấy đương nhiên là bạn kia không thể nào đúng được rồi. Và anh mình thì cũng không đúng. Bởi vì sao? Trong tình yêu, cái thứ nhất nó phải là cái sự vì nhau. Cái thứ hai nó là sự thấu hiểu. Nhưng mà cái sai của anh đầu tiên đó chính là cái sự mà không thấu hiểu người khác. Tức là lúc nào cũng bắt người khác phải này phải kia. Nhưng mà cái sai lớn nhất của bạn ý rằng là bạn ấy hết yêu, bạn không nói với anh, mà bạn ý lựa chọn là quen một người mới trong lúc quen anh. Nhưng mà em biết lý do bạn đưa ra là gì không? Hồi đó anh có hỏi là tại sao em không chia tay anh đi rồi em yêu người ta. Đúng. Mà trước đấy 2 tháng anh đòi chia tay tôi. Không cho. Không chia tay. Vì sao? Anh không hiểu. Thì lúc anh mới hỏi bạn ấy thì bạn bảo là bởi vì 3 năm không phải là ngắn đâu. Và rõ ràng là bạn ấy cũng vẫn còn tình cảm với anh luôn. Có nghĩa là người ta bị giằng xé trong cái sự người ta sợ phải phũ phàng. Thật ra cái tính đấy anh cũng có nha. Có những cái mối quan hệ hoặc là những cái mối tình mà anh nói là tại mà không chính thức, trong những cái lúc mình điên rồ mình làm ấy, thì anh rất chán người ta nhưng anh không dám nói chia tay vì anh sợ người ta đau lòng ấy. Cái đấy là có nha. Không phải là bao biện đâu, nhưng mà có. Nhưng mà đã bao giờ cắm sừng ai đấy chưa? Chưa. Đó, nói thì mình phải nói rõ ràng, thế không mọi người lại tưởng là mình cũng đã từng cắm sừng người yêu. Không có cái điều đó, chỉ là mình chán người ta lắm rồi, nhưng mà mình không dám chia tay, cứ kệ để cho nó như thế. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình đã có cái trách nhiệm đấy, mình không yêu ai cả. Bởi vì khi anh đã xác định một mối quan hệ nào đó, mà ví dụ mình có lỡ, mình làm điều gì có lỗi với người ta thì mình thấy rất là có lỗi. Còn đương nhiên việc cảm xúc không ai cấm được. Có thể trong lúc mình đang yêu người này, tự nhiên mình có cảm xúc nhẹ nhẹ hoặc cảm nắng với một người khác, điều đấy rất bình thường nha. Đấy là chuyện bình thường nhưng thôi. Nhưng mà cảm quan của mình mà mình không cho phép là mình đi quá giới hạn bạn đấy. Và thôi, tốt nhất là nên dừng ở đây thôi. Bởi vì khi mà chúng ta có yêu ấy, thì chúng ta gặp ai đó đẹp hơn, giỏi hơn, thì chúng ta sẽ bị dao động và cảm nắng. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái gì là lâu dài và cái gì chỉ là thoáng qua. Và cái người mà mình thích đấy thì thực sự là mình có xứng đáng với người ta hay không, nó cũng là một chuyện. Người ta thích mình hay không, nó là một chuyện. Nhưng mà tuyệt đối rằng là không bao giờ mình ủng hộ cái việc mà có người yêu rồi mà lại đi quan hệ ngoài luồng. Đấy là điều mà mình cấm kỵ nhất. Và mình cũng đã tuyên bố với nhóm bạn thân mình thẳng luôn là nếu như sau này mà ai trong nhóm mình mà là người thứ ba hay là cướp chồng rồi giật vợ người khác, em
em sẽ cắt đứt liên hệ luôn. Thật ra một con người nó có rất là nhiều bộ mặt á. Người yêu anh cũng từng nói với anh là rất lên án cái chuyện ngoại tình. Thật à? Anh không nói Tun ở đây là Tun nhiều bộ mặt nha. Nhưng đại khái là mọi câu nói nó chỉ đúng tại thời điểm nói thôi. Đôi khi á, bản thân mình không muốn như vậy. Ở đây anh không bênh những người ngoại tình nha. Nhưng tại cái thời điểm đó cảm xúc của người ta chi phối người ta quá mạnh. Và đôi khi cảm xúc nó dẫn người ta đi như vậy. Anh cảm giác như thế. Như cái bạn mà cảm xúc anh á, bạn gặp một người rất đúng gu, lại còn tốt hơn anh trong giàu cái thời điểm anh. Đó giàu hơn mình, chăm lo chăm sóc hơn mình. Ủa tại sao người ta không được lựa chọn? Người ta chỉ sai khi người ta không chia tay mình thôi. Còn đương nhiên được lựa chọn một mối tốt hơn, kiếm tiền giỏi hơn, đẹp hơn, đúng gu hơn, có gọi là có cái sự định hướng về tương lai rõ ràng hơn. Cho nên là đấy là những cái mà sau này nó làm cho anh nhẹ rất là nhiều. Phải là do bản thân mình mà đứng đổ lỗi cho người ta hoài. Sau khi mình lớn lên mình nhìn nhận mọi chuyện thì nó là như thế. Ờ, rồi thì bây giờ quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, đó chính là cách để chữa lành tổn thương sau khi mà tình yêu nó đã tan vỡ. Thì cái câu chuyện của anh Long Chun mình nghĩ là nó là vỡ tan nát luôn rồi, chứ không phải là chỉ là tình yêu tan vỡ bình thường nữa. Thế thì bây giờ anh có thể chia sẻ với tất cả các bạn được biết là làm như thế nào để có thể vượt qua được cái nỗi đau sau khi mà mình chia tay người yêu không? À, cái này thì nó chỉ đúng với Long thôi. Và Long không biết là nó có thể giúp được các bạn vượt qua được những cái nỗi đau này hay không. Đó là chúng ta muốn vượt qua nỗi đau đó thì chúng ta phải đối mặt với nỗi đau đó hàng ngày, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nó sẽ rất là khó khăn đấy. Nó sẽ rất là đau khổ và nó sẽ rất là hành hạ cái trái tim của mình. Đó là Long phải nhìn người mình yêu bước lên xe của người khác và đi chơi với họ, và mình chứng kiến hàng ngày luôn. Mình không hiểu sao có cái động lực gì mà làm cho bản thân mình ngày nào mình xuống muốn xuống mình hóng á. Mình nhìn họ hóa luôn, mà mỗi lần nhìn xong mình lại lên mình khóc một trận như điên như dồ. Em nghĩ đây không phải là một cách hay, bởi vì đây là một cái cách mà ví dụ kiểu là tôi đang có một vết thương rồi, bạn cứ cầm cái dao bạn cứ rạch vào vết thương này đi. Thế em nghĩ đấy không phải là một cách hay. Cho nên là Long đang kể lại cái câu chuyện đấy và Long nghĩ là đấy là một cái khoảng thời gian mình rất là bị phát điên ấy. Đấy, nhưng mà còn một cái cách mà khi mà Long chính thức mà bước qua được cái cơn đau đó, cái sự đau đớn đó, đó là thay đổi môi trường sống. Long biết cái này rất khó. Ờ đúng rồi. Nhiều khi á, mình ở những cái tỉnh lẻ chẳng hạn, mình lên thành phố mình học, mình có ước mơ ở đây thì bây giờ mình đi đâu? Hoặc là nhà mình đang ở đây thì mình đi đâu bây giờ? Mình chuyển đi đâu? Long may mắn là bởi vì là Long thay đổi được cái không biết là nếu mà không thay đổi nó sẽ kéo dài bao giờ nữa. Đúng rồi, rất khổ. Nó sẽ rất là khó. Và thề luôn là khi mà mình về đến Hà Nội á, cuộc mọi thứ mới lạ. Rõ ràng là về một nơi mình đã từng sống nhưng mình thấy nó như một cuộc sống mới vậy. Mình thoát ra khỏi một cái ngục tù về sự tiêu cực á. Về Hà Nội được 3 hôm là anh không nhắn cho người ta luôn á. Chứ còn ngày nào 6 tháng chia tay rồi mà vẫn nhắn. Em ơi em đừng đi nhé. Em yêu bạn thì đi cũng được. Nhưng mà em hãy làm ơn em ở nhà này với anh, cho anh hàng ngày được nhìn thấy em. Rất là hèn hạ. Và bây giờ thì sẽ là kinh nghiệm của Tun nhá. Thì khi mà chúng ta chia tay người yêu ấy, thì có một cái cách mà mình thấy rất là hay, đó chính là chúng ta sẽ cần phải có thời gian là đầu tiên, và chúng ta sẽ cần phải có người mới. Và nếu như mà thời gian và người mới không thể chữa lành được các bạn, thì chỉ có thể đơn giản là thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt, thế thôi. Và tiếp theo, đó chính là các bạn có thể tìm thêm một cái sở thích nào đó. Ví dụ như kiểu là các bạn sẽ khiến cho bản thân các bạn trở nên bận rộn hơn bằng cách là các bạn đi học thêm một số các bộ môn, ví dụ như kiểu tiếng Anh, học đàn, học nhảy, học múa. Miễn là sao các bạn lấp đầy cái khoảng trống khi mà các bạn ở một mình, tức là hạn chế tối đa khi ở một mình. Cái thứ ba đó chính là không nên ở một mình trong cái quãng thời gian mà tình yêu vừa đổ vỡ. Các bạn cần phải có cái sự kết nối cùng với những cái người mà các bạn cảm thấy thoải mái, và những cái người đem tới cho các bạn một cái nguồn năng lượng sảng khoái. Ví dụ như kiểu là bạn thân của các bạn, gia đình của các bạn, ở bên cạnh bất cứ ai mà các bạn có thể chia sẻ được. Các bạn cứ kể cho họ nghe về cái câu chuyện mà các bạn vừa trải qua rồi. Có thể rằng là bạn chỉ cần một người ngồi lắng nghe thôi, hoặc là nếu như mà các bạn cần lời khuyên của gia đình và bạn bè thì các bạn cũng có thể nghe. Và đôi khi rằng là mình thấy ở ngoài kia có rất là nhiều bạn bị lụy tình quá, rồi yêu cái người không tốt, bạn bè khuyên ngăn thì không nghe, xong rồi đến cái lúc chia tay thì cảm thấy hối hận.
thì mình nghĩ rằng là bất cứ một cái tình yêu hay là một cuộc gặp gỡ nào đấy thì mình nghĩ rằng là đấy đều là cái duyên từ kiếp trước. Mình thấy có một cái điều nên mà Tun khuyên rất là hay, đó chính là về chuyện người mới ấy. Về chuyện người mới và nó phải đủ thời gian nha mọi người. Không biết là lúc đấy mọi người rất rối bời như bản thân đấy, vẫn cái mối tình đấy, nhưng có rất nhiều chuyện để kể lắm. Là chia tay xong một phát trong 6 tháng mà điên đảo đấy, đi yêu lung tung để lấp đầy khoảng trống. Yêu để trả thù à? Không phải yêu để, cũng một phần là yêu để chứng minh là ta không cần mày đâu, ta không cần mày đâu, tao cũng có người yêu nè, kiểu thế. Nhưng mà rõ ràng là khó giải thích cực, nhưng mà đại khái là đi yêu loạn lên, ai đồng ý ôi yêu, yêu luôn, đi chơi hết người này người nọ, đi gặp ai mà thích thích là yêu luôn, không có biên giới, không có kiểm soát gì luôn. Và thực sự tức là yêu sống rất là hối hận. Tức là cái lúc đấy là chưa đủ tình cảm người ta ấy. Tức là cái lúc đấy thời gian chưa đủ nhiều. Đúng, chỉ đơn giản thời gian chưa đủ nhiều, và mình muốn rằng là kiếm một người mới chỉ để lấp đầy cái nỗi đau của người kia thôi. Nhưng mà như thế mình cũng là một đứa khốn nạn, bởi vì là mình tìm một người mới để lấp cái khoảng trống của người thì đó. Tại vì đấy, thực sự đó, cái cảm xúc của mình nó rất là tệ. Mình không có nghĩ đến việc là bản thân mình phải sống tốt hay là bản thân mình phải thế này thế kia đâu. Nhưng mà đương nhiên với bản thân anh cũng chia sẻ thẳng với người ta là tớ vừa chia tay người yêu, tớ đang rất buồn. Và hai người cùng ok, tớ cảm thấy thích cậu thì cậu cứ sống với cảm xúc của cậu đi. Nhưng mà bây giờ tớ vẫn muốn ở bên cậu, vẫn đi chơi, vẫn gặp gỡ, đi xem phim hàng ngày thôi. Nhưng mà mình nhiều khi mình tưởng nhầm cái cảm giác đó là yêu. Thật, nói chung là nó rất là lằng nhằng ấy. Khi mà các bạn ở bên cạnh bạn bè hay là người thân của các bạn thì các bạn chỉ có thể gọi là khỏa lấp được cái phần nào cái nỗi đau mà các bạn đang phải gánh chịu thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà các bạn chia tay xong rồi thì các bạn nên cho bản thân mình một cái quãng thời gian ổn định. Ví dụ như kiểu mình sẽ vạch ra lộ trình nhá. Chia tay xong thì khoảng 1-2 tháng sau mình nên đi học thêm một cái gì đấy. Hoặc là mình cũng có thể là thay đổi diện mạo bằng cách là thay đổi style ăn mặc, cắt tóc. Mình cũng thấy rất là hay, để cho mình coi như là cái người đã cũ và cái nỗi đau cũ đấy tôi vứt nó đi rồi. Và sau khoảng 2-3 tháng khi mà các bạn đã quen với cái cảm giác đấy rồi thì các bạn nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Thì mình nghĩ rằng là lúc đấy cái quãng thời gian nó cũng đủ dài rồi. Và các bạn có một người mới khi mà đến với cuộc sống của các bạn thì nó sẽ có một niềm vui mới và các bạn sẽ nhanh chóng quên được cái người kia thôi. Nhưng mà có cách nào để mà quên được hẳn người yêu cũ hay không thì không. Chỉ có là niềm vui bây giờ nó vui hơn cái niềm vui cũ rất nhiều. Ý là bây giờ mình chỉ là khuyên các bạn là làm thế nào để vượt qua nó một cách mà ít tốn thời gian nhất. Còn còn ai cũng sẽ vượt qua được thôi. Tin mình đi. Có người 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm cũng phải qua. Mà nó qua xong thấy nhẹ nhàng, thấy buồn cười lắm, nghĩ lại mắc cười lắm. Nhưng mà có một cái tip này nữa dành cho các bạn nha. Những lúc đấy mình thấy thương bạn bè mình. Phải nghe quá nhiều câu chuyện tiêu cực. Không à. Mà đến lúc đấy nhá, rất cần những người bạn đó chia sẻ khóc lóc và khóc với con bạn mình không? Khổ thân con bạn mình lắm. Thằng bạn mình á, là đến lúc đó thì bạn phải đừng như mình. Suốt ngày phải em, anh chỉ cần nhìn thấy em thôi là bị điên, là cái đồ điên, cái đồ thần kinh. Lúc đấy rất cần một người bạn ở bên mình để nói là mày phải xóa số nó, và tốt nhất là hạn chế tiếp xúc và hạn chế tất cả mọi thứ có thể liên tưởng đến cái đứa đó, đến cái bạn người yêu cũ đó. Làm cách nào cắt đứt mọi liên lạc, cắt đứt mọi thứ và càng nhanh càng tốt. Cái này mình thấy rất là đúng này. Hồi xưa kiểu mình có quen, tức là mình chỉ trong trạng thái tìm hiểu thôi. Nhưng mà kiểu bọn mình có đi chơi rồi. Nhưng mà kiểu sau này kiểu mọi người hay đọc trên mạng ấy, người ta bảo là trưởng thành là khi không unfollow rồi không block kiểu mối quan hệ cũ. Thì mình thấy rằng là hay là mình thử trưởng thành đi. Cuối cùng mình thấy rằng là người ta vẫn hiện lên trên new feed của mình hàng ngày ấy, không thể quên được. Cho đến một ngày mà mình quyết định là thôi, quyết định là unfriend hoặc là block nó đi. Thế là sau cái quãng thời gian đấy là mình không nhớ về nó nữa. Đó, thì mình thấy là nên thế các bạn ạ, chứ không nên để đâu. Để là các bạn ôi, thấy là sẽ để khổ lắm mọi người ơi. Cứ ý bảo là phải thế này thế kia, nhưng mà mình bị răng xé, nói chung là khổ lắm. Cho nên nếu được ý, tốt nhất coi nhau như người dưng. Block. Làm ơn chia tay làm bạn, bớt bớt đi. Không có làm bạn đâu ý. Không làm bạn, đừng làm bạn đi. Bây giờ mình lấy ví dụ thôi. Các bạn chia tay xong, ví dụ như kiểu là người yêu cũ của các bạn có mối quan hệ mới nhanh quá, xong bây giờ nó up story đi, nắm tay nắm chân đi, mình thấy các bạn cay lắm các bạn ạ. Cho nên các bạn unfriend và block cho nhanh. Nói chung trên thế giới này mỗi người một quan điểm. Có người thì mình chia tay xong mình làm bạn văn minh và mình thấy cũng bình thường. Đó, tốt nhất là chia tay xong rồi, ví dụ sau một khoảng thời gian dài 2-3 năm đi, ok làm bạn, lúc đấy làm bạn sau. Làm ơn chia tay á, cắt đứt liên lạc với nhau một thời gian, ít nhất là 6 tháng 1 năm đi. Đó là cái tip hay nhất. Đừng có mà liên hệ gì cả. Và lúc đấy thực sự đối với những người như anh nhé, là anh không bình tĩnh được đâu. Nếu mà không có những người bạn
để mà nói là mày đừng như thế nữa, và nó đưa mình đi chơi đi trước thì mình cứ đắm đuối vào đấy. Nên nó cũng mở ảnh ra nhìn để sao đối xử mình như thế này. Rất mệt. Nên là các bạn hãy làm ơn cắt đứt liên lạc với người yêu khi mà xác định là không còn gì nữa rồi, và tìm cho mình một người bạn để nhắc nhở mình hàng ngày làm việc đó. Và cái câu chuyện này thật ra nghe quen quen đúng không? Mày lại quay lại người yêu cũ à đó. Khổ cũng khổ thân những đứa bạn lắm cơ, thực sự. Rồi, và như vậy rằng là hy vọng là sau câu chuyện của Long Chun vừa rồi và số podcast ngày hôm nay của Tun thì các bạn đã có cho mình được một số những cái tip rất là hay để có thể vượt qua được tình yêu khi mà nó vừa tan vỡ hoặc là nó vừa kết thúc. Và bây giờ thì Tun với cả Long cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo nhá. Bye bye.